hai thân quẹt nha các bạn. Em sẽ chơi các bạn. Bây giờ Nghĩa sẽ sắp bài phát. Người ta thấy rồi. Trên bài là không được cho người ta thấy, giấu lại. Đâu các bạn thấy điểm mà các bạn có thử mình đi con nào. Đâu? 6. Con 10. 7. 7 hả? Ri. Ri hả? Đầm. Đầm. Thôi nè. Đi. 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 Nó thúi rồi đó. Thúi. Ri đầm da. Bao nhiêu rồi? Đi đâm da chứ đừng cho nó lột đi. 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 Đi hả từ? Đi. Đi. Nó chết chứ. Không được chơi vậy nha. Mình đi. Làm là chết. Tới được không phải đôi. Được. Chị nghĩ lại đã. 7, 8, 9, 10. Đi. 7, 8, 9, 10 là 4 con. Đi. Đôi nam. Đôi già. Đôi heo. Đi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đâu mấy con? 3. 9 đôi mà con. Về này con. Về đôi xì. Thôi bắt đầu. Đưa lên cho bố. Đôi 3. Đôi 10. Con 8. 8 hả? 9. Xì về. Theo cơ. Không đi. Chết chắc. Đừng. Con 4. Không biết chỉnh bài. Đi chân bà nhìn con nè. Hết chung mày cuối lúc kia rồi. Rồi, biểu đứng 3. Biểu bị bê cái. Lên lên. Biểu bị bê cái. Quẹt đi. Gì con bị bê cái là số mà. Hai cái nha. Số bị bê cái. Mấy cái. Biểu mấy cái. Biểu 2. 2, 3, ồ. 2, rồi chi 1 cái em. Một lần rồi biểu biểu. Con mèo nha, con mèo nha các bạn. Để cho mà xui. Từ từ. Quẹt từ từ thôi, không quẹt bà dễ cho mặt người ta nghe chưa? Pha đuôi này con mèo. Làm để em có soi gương thử thử các bạn. Ủa đứa nào bị ba cái? Xù. Xù nó quẹt. Con quẹt hai cái à? Hên. Y chang như con mèo. Hên. Rồi xong nhanh lên chia bài. Rửa mặt đi. Tiếp theo. Không, khi nào chưa xong được rửa mặt nghe chưa? Đứa nào chơi rửa là đứa đó bị, bị phạt thêm gấp đôi. Ừ, với lại không được chơi rửa đâu, đến cuối cùng mà. Xui xui nha. Để đây luôn bạc cái chi. Để luôn bạc cái chi à? Nhanh lên đi. Đưa thục chân vô. Đi ngồi xếp vô. Ngồi xếp vô mà xíu. Nó đỡ ngồi hả? Xếp vô. Đó, đúng rồi, vậy đó. Mình hấp vẫn. Mình sẽ được ngắm những khuôn mặt rất là dễ thương. Chơi thấy nha. Chính là mẹ. Chơi chơi xong là giả bố dữ. Bài má xui. Cố lên nào các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Oh my. Vấn đề là gì nè? Cô Biêu phải làm gì đâu. Chị trang rồi. Ở chân bố đi. Còn bé. Không có tao bớt. Cũng không có thể em nào đưa được. Tại vì bà sơ mặt bà anh biết quá. Em biết quá chừng luôn. Biêu. Cô bà cách chi. Mẹ nhớ đấy.
quẹt sao mà cho nó nhìn cho nó đã rồi vậy á. Nè, vậy nè. Ba không em đi. Tao mà. Còn Không được. Ủa sao tự nhiên tám. La cầm lên kìa. Bill ru mà sao la chuồng. Nhưng mà con đi trước Bill mà, thằng này đi nhất con đi nhì mà. Nhất xong tới Bill chứ. Rồi la cầm lên luôn. Kìa xạo. Cầm tám lên luôn. Dạ đúng không? Đó, vậy. Heo nè. Heo kìa, nó heo kìa. Heo cơ này em nồng. Bà lên lại tám. Mấy con? Mấy con? Cho người ta thấy bài đấy. Ông không biết chơi đánh bài, ông cho người ta thấy bài. Năm con. Đi đâm da. Đâm da xin. Đi. Bill không biết chơi bài. Đôi năm. Đôi tám. Đi. Đôi mười. Đi. Đôi đầm. Đi. Đôi chín. Đi. Con ba. Con 6. 7. 7 thôi. 7 đen. Số 6 rồi lại lại đi xuống chị đi 6. Số đen nè. Số đen nè. 7 nè. Đưa ra tụi mày đẹp rồi. Con 7 kìa, có ai đánh không? Ri 27 con 10. 10 thôi Ri. Đi. Heo. Đi. Ba bốn số 7. Đi. Kiếm 10 Ri. Đi. Đó. Xì. Heo. Đi. Tới nhất. Bây giờ quét. Su, bài cho quẹt nè. Su, bài cho quẹt nè. Su, bài cho quẹt nè. Đô năm. Su. Đô xì. Đi hồn xá nhưng mà cha. Con già. Đắm lên. Con heo. Bia còn đi xong mà thắng nổi. Rồi đứa nào bị ba cái. Dạ Bill á. Bill phải đánh bài giỏi lên. Đứa này về nhì. Nghĩa không được cái lượt em. Để em hai cái. Một cái nó một cái em hai. Một cái quẹt cho dễ thương coi nè. Đi nghe, xong. Nhanh lên. Là một chân nói đó nha. Xong đó, xong đó. Xuống được đi ba cái là nó yêu. Trời đó mọi người đi. Ừ chị hai cái. Con em mà thôi. Đừng cứ mặt lại đây. Quẹt nhanh lên con là người ta hồi nhanh đi. Nhanh lên mình có nhanh. Nhanh. Nhanh lên. Đã su quạt hết mặt luôn. Quẹt này. Quẹt lên. Lớn nhất à. Chè mạnh lên. Chết thằng Bill rồi. Thằng Bill nhất nè. Qua đây. Bill để nó chặt đường đi cho tôi cho. Nhanh lên. Mình vui. Lê ơi. Tôi đi con heo. Chặt đường đi cho tôi cho Bill. Được mà Bill đây. Bill ơi. Bill. Cái một cuộn thằng Bill nó nhìn nó giống như Thang. Ừ thôi. Hai bên. Hai bên tay từ từ thôi. Rồi nhanh lên. Trong thời gian đó lượm bài đi cho nhanh chứ. Trời ơi cái ông nhỏ này. Tụi nó vô đó làm gì vậy? À chị cũng muốn coi. Ở đây cho gương này thấy không? Chị dễ thương quá trời luôn. Dễ thương luôn á. Nè. Ủa nó nằm đó sao con xếp bài? Nhanh lên. Trong thời gian người ta quẹt là mình xếp bài chia nha. Chứ chấm nữa mà con quẹt xu. Chút nhanh quẹt xu. Đưa tay tới cuối. Tè lắm. Đời đó, cứ đời đó đi. Thôi
cái bạn này sẽ trở thành những khuôn mặt như thế nào ta? Mình hãy chờ đợi xem nào. Khuôn mặt hoa quá. Rồi, cái lượt Bill hay là em ta, cái lượt em à. Rồi đúng không? Đó, đúng rồi. Thôi được có quạt vô đây, được có quạt miệng nha. Đây dính miệng. Rồi. Rồi, lấy tiền Bill. Bill hả Bill? Mặt nó nhiều thứ lắm rồi. Lấy chị có quạt đi. Đây, qua đây. Giống như bên tay á. Nhẹ nhàng. Nghĩa. Không biết cái gì luôn. Nghĩa. Ông này ông chơi bảo không vui. Bảo nè. Chơi không có vụ ông vui đâu nghe chưa. Chơi không vui vậy thôi, khỏi chơi quẹt nữa. Đúng ha. Chơi là phải vui. Đó, thấy gì vui không? Mày xuống nhanh quá. Điều. Chơi là phải vui vẻ chứ. Rồi lúc mình tới nhất còn sao? Đúng không? Lúc mình tới nhất mình quẹt ra sao? Để xếp bài á. Thế nào á, quẹt á. Xếp nước. Sao tụi bay thích để giúp mày cao quá vậy? Xếp đó là mày á. Sao mày đứng thằng Bill á hả? Chơi bài gì không? Chơi cái vụ chơi độ luôn nghe chưa? Bill chơi vui vẻ được nè, thấy không? Bill chấp nhận Bill, Bill xấu mà đúng không Bill? Bill dễ thương hả? Chắc nói gì không dữ quá. Không, cái này màu vét á, vét đậm vô dữ miệng. Chứ nữa, quẹt quẹt này. Quẹt cái mắt không? Quẹt cái mắt á. Tròn tròn này vậy. Và Bill vẫn vui đúng không? Vì chơi mà phải chịu thôi chứ. Đến lúc mình tới nhất thì sao? Quẹt như vậy bình thường mà có bao lâu? Trời ơi. Thôi. Thấy không? Đứa nào tới nhất có thời gian đem chút nữa á, người ta vô á kêu, người ta chờ đợi. Mấy cái? Không, không. Nhìn mắt. Thì lỡ quẹt với trắng rồi xuống đây. Rồi. Đi rửa đi. Không có được rửa. Vậy được rồi. Em cho rửa. Thôi. Em cho rửa gì? Nhanh lên. Chơi không được rửa. Mấy cái? Hai cái. Một. Tên này cũng hai cái. Không ra rồi. Không ra thôi, ráng chịu. Quẹt thôi, em biểu ráng chịu. Dễ, quẹt thích cái rồi mà. Nhưng mà hai rồi thôi. Hai cái rồi. Rồi. Quẹt rồi. Quẹt thay cho Bill mà. Tại nhiều quá đây, ráng người ra quẹt cho đứa nè. Ôi, gì mặt chị giống mèo, con mèo thâm qua một mắt à. Chị đừng là ông hồ, mặt em này cũng dễ thương vậy ta. Mặt em nào cũng dễ thương vậy ta. Không, nhìn mặt Su là dễ thương nhất. Đâu? Con mèo một mắt á. Con mèo tác phẩm. Tác phẩm mất ai. Su ơi, Su. Mèo. 1, 2, 3, chia. Thank you.
không có cũng em. Dấu cộng. Con bạn cũng bị bằng hai em. Bằng bằng bằng. Là. Bằng 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 bằng. Chị chẹt vô cái môi gà em thì sao la? Nó đen xì lì. Biêu lâu lâu cũng bị cuối nhờ, biêu nhờ. Biêu cũng là dạng xuất sắc luôn. Ở đây. Giáo. Mặt biêu đẹp ha. Quá dễ thương luôn. Một. Thấy không? Đối xử tốt với biêu quá mà. Chấm 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 ăn. Hai. Giống. Sao giống? Mẹ vào đây. Nhắm mắt lại. Không. Nhắm mắt lại. Không, không nhắm mắt. Ok. Nhắm không, lại không có nhắm mắt, đúng đúng không nhắm mắt. Muốn làm gì làm nhưng mà đừng nhắm mắt. Ui, quá dễ thương luôn. Chúng ta dành lại ba. Bạn nghĩ cũng dễ thương nè. Đó, thấy không? Chị thưa bài cuối. Chắc là lấy bài cuối luôn. Bỏ này. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Không có vậy nó mới có cảm giác luôn. Chơi này nó mới vui ha. Để sao con chạy. Tới giữa bốn đứa mình vô trong gương soi nha. Nha. Chứ là oh my god. Mày ra dành oh my god. Về chất tư. Rồi ba thì mình chơi. Nói liền hết rồi đó. Chị nói tôi nghĩ là không còn ai lẫn mặt của mình. Ủa sao vậy? Nói liền nhất bốn hay không? Vậy thì chị đi nhờ chị đi nhớ. Không. Tới trắng là xả xuống. Tới trắng là xả xuống là nó thắng là nó thắng hết á. Được không? Nè ba em nghe lắm à. Tao là số 7. Tao có là số 7, tao 4, 8, 9, 10, đi đồm nè. Đồm 10, đi đồm, bắt, bắt 4 con heo về. Rồi 9 nè, 8 là tâm xì nè. Rồi bà thêm dễ sợ. Rồi. Em với A Trần. Ừ, chị cũng sái, tại xong rồi nè, đúng không? Hai cái đường này. Trên sái. Không, chị ép ghê. Để sáu. Dạ, nó bị tấn tự sái nè. Sao mình lấy ra đó là 3. Đỡ. Rồi tới trắng, mỗi đứa bị quẹt một cái. 10 không? Dạ, phải con xì. Không là sao? Quẹt giống như cũ. Đi. Không là sao? Như cũ là sao ta? Đi. Đâu có quẹt. Đi, xuống đi. Nghĩa, như cũ là sao? Như cũ là quẹt trong hồi nãy. Chỉ có heo đâu mà. Đi theo con xì. Rồi xong, nhanh lên. Xì nè. Gì? Ờ, bông đi nè. Trời ơi, tôi trắng là mỗi đứa bị quẹt cái. Từ. Ba. Cái gì? Mỗi đứa bị quẹt một cái. Xì đây thì chỉ có nè. Chị nào, chị nào, chị nào, chị nào, chị nào. Đôi 4. Đôi da. Da đè. Đi. Đôi 5. Ờ. Đi. Đôi 7. Đôi rí. Đi. Rồi đôi 3 tiếp. Đôi 3. Ôi 100 cho phê bọc biển của 100. Rồi biết thua. Không, biết thắng rồi, biết còn con ri rồi, chị còn có 6 cái tiếng rồi. Xong. Đang 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 mấy cái một mỗi đứa một cái đối trắng mỗi đứa một cái băng 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 nhẹ quá cái đó nhẹ quá nhẹ quá cho anh biêu lọt luôn tại sao hôm nay nó nhạt quá chân dài rồi tôi chia đồ thiên vị mình quẹt luôn biết là nước tay rồi hả. Giờ chơi nữa không? Có, chơi nữa. Chơi nữa. Hết cục thang thôi. Trời, chơi hết cục thang này hả? Rồi ơi, chơi hết cục thang này là tay chân đồ mình mẩy rồi tè le tè lơ luôn. Hiểu không? Hiểu không Bill? Lát nữa. Chơi luôn chứ sợ gì? Mà chết cái tay trên rồi về tắm luôn. Chơi luôn chứ sợ gì? Ăn chơi mà sợ mưa rơi. Cà phê, wow. cà phê. Đừng! Ăn chơi bỏ. Không chơi nó còn bữa. Này là còn hơn bao công xử án nữa nè. Giống như đường hay đông á. Bao công khác nha Bill. Bao công đen thôi chứ không có quẹo quẹo quần quần. Còn đây là bao gì cơ. Bao nhân tập. Nhân tập cho Phi. Ủa sao bạn bạc cũng mày ơi. Chú ơi, quẹo quẹo xong bê vô chú bối ở hết nha. Mà theo anh tự cho Phi. Nhìn tự cho Phi. Số gì nó kẹt cái chỗ mắt giống me. Nhận vui ghê.
Cuối tuần vui ghê á, thầy ơi. Theo cơ rồi kìa. À, mà nhìn nha. Không mục tiêu để bài cái đó, không ai biết không ai biết đấy ạ. Không biết đấy ạ. Giờ biểu tư nhất dán coi. À, cái nhất dán đi. Xuân xuân, lấy bài này không cho. Không phải là không cho, nhưng mà biểu phải chơi thắng được mới cho. Rồi, vô đi, quýnh nhanh lên. Đi nhanh đi. Thôi. Thêm 58 đi. Chị đang cần thêm 58. Đó, 58. Có 38 sẵn nữa. Chị thì 38 rồi. Coi kiểm tra đã. Kiểm bài. Tao biết mày thiếu 8 rồi. 3. Chợt không có con 5. Không có con 8. Rồi. Chơi ăn gian, chơi ăn gian. Ba cái đồ ăn gian. Không được chơi ăn gian nha. Ông Bill là nó hiểu nghĩa quá luôn rồi á. Chết. Ba bảy không có được đè. Ba tới bảy là cầm ba lên. Đó, đúng rồi. Chơi vậy chứ. Mười. Ủa Lan nó, Lan nó chưa chơi mà. Cái gì đánh tùm lum vậy? Nó đánh hết rồi. Dạ. Dạ, dạ kìa. Dạ kìa. Đứa nào đi xì đi. Ừ. Xì. Đứa nào đi heo đi. Heo cơ. Dạ. Không chơi rồi xuống, bỏ xuống rồi thôi. Bỏ xuống rồi thôi, ráng chịu. Tôi đi đôi đồng bây giờ. Bỏ xuống. Đó, vậy á. Anh đi không? Không. Ủa, điểm đi. Điểm đi. Nè, chơi là ráng chịu. Mình đánh. Ủa sao coi vậy? Ủa, bữa chơi lúc nào ngủ sao đâu. Không. Nhưng mà bây giờ đâu bây giờ không có được. Chơi chơi giờ chơi thiệt đó con. Không phải chơi giỡn đâu. Cho nên ai cũng muốn thua đó. Cho nên phải bỏ xuống. Ráng chịu, có chơi có chịu. Có chơi có chịu. Có chơi có chơi. Ừ, có chơi có chịu. Tôi bị giang hồ nó đập cho chế tại Bill đi có heo cơ chứ bộ. Ừ, có chơi có chịu, nhanh lên. Rồi xíu nữa nếu mà một trong mấy đứa này đi heo thì chịu cũng chặt thôi. Ừ, đáng chịu, ai biểu mình xui, đúng không? Đi, xui. Xui xẻo thôi. Đi. Ba. Con bốn. Dễ đi trước nè. Dễ đi trước. Đi. Con ba. Không chịu đi, nó không chịu đi. Không đi rồi. Ri sao quýnh bảy? Bây giờ đúng đi. Là đi bộ năm sau 7, 8, 9, 10 đi. Mấy con bộ năm sau 7, 8, 9, 10 đủ á. Lan không có chơi ăn gian đâu. 7, 8, 9, 10 đủ. Chơi không ăn gian đâu. 6, 7, 8, 9 bộ năm sau 7, 8, 9, 10 thiếu 10 thêm thiếu một con. Con nói con mấy con đủ rồi, mẹ nó đến rồi. Đấy rồi, đủ hả? Chưa là đủ, nó đủ không nghe. Nghĩa có đủ không? Đủ thì bỏ xuống. Thiếu, không, thiếu. Thiếu thì thôi. Thôi, la quấn tiếp. Đô 6. Đô xì. Đó. Đô 6 rồi, đô xì. 7 rồi. Bill, coi còn gì? Đưa, không có được đâu. Đủ quá. La ơi. Không được, không được tách ra quấn từ từ. Chờ hướng sái. Bới luôn. Chờ hướng sái tới. Chờ hướng sái ba con tới luôn. Không biết chơi. Con bố nè, nhất 40. Heo sái. 38. Ơi, người ta bắt gì đây bắt sái. Con mắt rồi. Con mấy con người rồi. Con heo. Đi về. Rồi hướng sái đi, hướng sái đi. Đánh đi. Hết đi hướng sái. Đầu nào. Hướng sái đi. Hướng sái đi, nghĩ đánh cái gì đó. Lên màu chơi. 38, 35 về. Rồi, số gì đó. Le về nhất hả? Dạ. Rồi xong. Người em lên luôn. Hai cái hả? Em hai cái. Mới coi. Một cái rồi. Một. Ok. Bill hai cái. Không, Bill một cái thôi. Hai cái. Bill nó mấy cái ta? Hai cái hả? La. Hả? Ba cái đúng không? Chị giống mẹ em hả? Chị mẹ em có chút xíu. La quẹt nhẹ dữ ta. Rồi xong. Quá nhẹ luôn. Quá nhẹ nhàng nhưng mà đáng yêu, đúng không? Nghĩa. Quá nhẹ nhàng nhưng mà đáng yêu. Đây nữa nè. Bà chú nào đây? Bốn heo. Để đó chia cho mỗi đứa một con heo mới hay. Sao? Mày mà chết điếu mà mày. Chấp mày chấp nè. Sao mày cầm mày đập. Nó nghĩa nó hay nó chấp.
Nó nghĩ nó hay nó chết chứ. Tầng bao mà. Ăn đi một con gà gà. Thôi bây giờ mình mỏi tay rồi, mình off đi. Tụi bay chơi quạt đó mày sao? Bây giờ xin chào các bạn đây nè. Bye bye. Mình sẽ vô mình hội tụ những khuôn mặt của mình đi. Bill, nói lời bye bye mọi người đi. Bye. Bye bye. La. La. Nói lời bye bye. Su. Nói lời bye bye. Bye bye. See you again. Bye. See you again. Nghĩa. Bye các bạn nha. Hẹn các bạn ở clip sau. Nè nhìn nè. Bye bye, hẹn các bạn lại clip sau. Bye bye.